Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 3, bài 71. Chia số có 5 chữ số, cho số có 1 chữ số. Sách giáo khoa môn toán lớp 3, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì 3 bộ sách thầy làm rất là đầy đủ, rất là hoàn chỉnh. Hãy tìm theo bài, theo trang và theo bộ sách để chúng mình học nhé. Bây giờ thì hãy mở sách của chúng mình ra, trang số 99 nào. Rồi, chúng ta sẽ vào bài số 1. Người ta yêu cầu là tính nhẩm theo mẫu này. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem cái mẫu ở đây. Mẫu người ta cho là 15.000 mà chia cho 5. Đấy, như vậy thì người ta nhẩm này, 15.000 chia cho 5, tức là 15 chia cho 5 thì bằng mấy? 3. 3 này là 3 gì? 3.000. Vậy thì 15.000 chia cho 5 là mấy? 3.000. Được không? Rồi, áp dụng chúng ta làm câu A, câu B và câu C. Mình có 21.000 chia cho 3. Đấy, thì bằng bao nhiêu nhỉ? À, chúng ta sẽ nhẩm này. 21 chia cho 3 là mấy? 7. Vậy thì 7 này là 7 gì? À, 7.000 nhá. Được chưa? Rồi câu B này, 24.000 chia cho 4, tức là 24 chia 4 thì được 6.000. Dễ không? Quá đơn giản đúng không nào? Rồi câu C này, 56.000 chia cho 7, tức là 56 chia 7 thì được 8. 8 gì? À, 8.000. Được chưa? Xong nhá. Rồi, chúng mình sẽ đến với bài số 2. Điền cái số nào? Như vậy ở đây ta có số bị chia, số chia, thương. Và đây là số gì? Số dư. Thì chúng ta sẽ viết lại. Đó, đây là bài mẫu này. Số bị chia này, số chia này. Và khi thực hiện số chia này, chúng ta được một cái thương đây và số dư. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ viết làm sao đây? Để làm được cái này thì chúng ta phải làm sao? Làm được giấy nháp phép chia này để tìm thương và số gì? Số dư. Đó, như vậy chúng ta sẽ nháp nhanh nhá. Thầy sẽ lấy giáp để tiết kiệm giấy. Không biết còn chỗ nào để nháp nữa không? Đấy, thầy giải bài cho các anh chị luôn. Rồi, chúng ta sẽ có ở đây. Nháp nhanh nhá. 36.747 này chia cho 6. 36 chia 6 được 6. 6 x 6 36 bằng 0. Hạ 7, 7 chia 6 được 1. 1 x 6 là 6, 7 trừ 6 thì còn mấy? 1. Hạ 4, 14 chia 6 được 2. 2 x 6 12, 14 trừ 12 thì còn dư 2. Hạ 7 ta được 27. 27 chia cho 6 thì được mấy? 4. 4 x 6 24, 27 trừ 24 thì bằng mấy đây? 3. Như vậy ta sẽ được số dư là 3, thương là 6 1 2 24. Điền vào thôi. Thương là 6 1 2 4. Và số dư đây là gì? Số 3. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền số mấy và số mấy? À, chỗ này chúng ta sẽ điền là gì? 6 1 2 4. Và dư mấy nhỉ? Dư 3, các em điền vào đây nhá. Đấy, người ta để cái chỗ cho chúng ta điền cũng là gì? Khiêm tốn quá, đúng không? Nếu không nói là gì? Quá ít giấy để điền. Rồi, sang bài 3. Người ta yêu cầu là đặt tính rồi tính. Như vậy đây câu A, chúng ta sẽ đặt phép tính để tính này. Bài 3 này, mình có 3 phép tính, đúng không? Câu A, thầy sẽ viết nhỏ lại để đủ 3 phép tính ở đây luôn. 4, 5, 2, 5, 0. Chia cho mấy? Chia cho 5. Có đủ giấy không?
Viết nhỏ lại một tí để đủ giấy nha. Các em cứ trình bày thoải mái theo cách của các em. 4 không chia được, lấy hai chữ số 45 chia 5 được 9. 9 nhân 5 45, 45 trừ 45 bằng 0. Hạ số 2. 2 chia 5 bằng 0, nhớ đừng bỏ bước này. 0 nhân 5 là 0, 2 trừ 0 là 2. Hạ 5 ta được 25. 25 chia 5 thì được 5. 5 nhân 5 25, 25 trừ 25 bằng 0. Hạ tiếp số 0. 0 nhân 5 là 0. Đúng không? 0 chia cho 5 là 0 này, 0 nhân 5 là 0, 0 trừ 0 bằng 0. Như vậy thì anh này là một phép chia hết. Được không? Được chưa nào? Đấy, các em có thể ghi ra này. 4 5 2 5 0 chia cho 5 thì sẽ bằng 9 0 5 0. Được chưa? Được chưa? Đó, thầy trình bày nhỏ gọn xinh xinh đúng không nào? Rồi một phép tính nha. Đây thầy sẽ kẻ như này để chúng ta không bị nhầm lẫn nè. Sang phép tính thứ hai này. 2 7 1 6 2 chia cho 3. Đấy, nhớ này, dùng thước kẻ cho thẳng nhá. Chia cho 3. 2 không chia cho 3, lấy hai chữ số 27 chia 3 được 9. 9 nhân 3 27, 27 trừ 27 bằng 0. Hạ 1 xuống ta được 1, 1 chia cho 3 thì được 0. 0 nhân 3 là 0, 1 trừ 0 thì bằng 1. Được chưa? Hạ 6 chúng ta được 10, 16. 16 chia cho 3 được 5. 5 nhân 3 15, 16 trừ 15 thì còn mấy? 1. Hạ 2 chúng mình được 10, 12. 12 chia 3 được 4. 4 nhân 3 12. 12 trừ đi 12 thì bằng 0. Đó. Như vậy thì phép chia 2 7 1 6 2 chia cho 3 sẽ bằng 9 0 5 4. Được chưa? Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ kẻ cái này. Xong phép chia thứ 2. Sang phép chia thứ 3. 3 6 1 8 0 chia cho 4 này, nhớ dùng thước kẻ cho thẳng, nhớ dùng thước giùm em. 3 không chia cho 4, lấy hai chữ số 36 chia 4 thì được 9. 9 nhân 4 36, 36 trừ 36 bằng 0. Hạ 1 ta được 1, 1 chia 4 được 0. 0 nhân với 4 là 0, 1 trừ 0 bằng 1. Hạ 8 chúng ta được 18. 18 chia 4 được 4. 4 nhân 4 16, 18 trừ 16 thì còn 2. Hạ 0 ta được 20. 20 chia 4 thì bằng 5. 5 nhân 4 20, 20 trừ 20 bằng 0. Như vậy thì 3 6 1 8 0 chia cho 4 thì sẽ bằng 9 0 4 5. Được chưa? Được chưa? Xong câu A nhá. Rồi bây giờ đến câu B, người ta mới hỏi này. Trong các phép tính ở câu A, đây ba cái phép tính ở câu A trên đây này. Phép tính nào có kết quả lớn nhất? Vậy thì chúng ta chỉ việc so mấy cái số này nè. Đúng không? Đấy, ai lớn nhất nhỉ? 9050, 9054, 9045. Rồi chúng ta viết ba cái số này ra để chúng ta so sánh này. 9050 này, anh này là 9054 này, anh này là 9045. Như vậy mình thấy hàng nghìn ở đây đều bằng mấy? 9 hết. Đến hàng trăm đều là 0 hết. Ta so đến hàng chục. 5, 5, 4. Như vậy anh này hàng chục là 4 là bé nhất này, loại.
Như vậy hai anh này hàng chục là 5, thì so đến đơn vị này 0 này, anh này 4 này. Như vậy số này sẽ là số gì? Lớn nhất này. Vậy thì số này có phép chia nào? Đây, phép chia thứ hai. Ta phải ghi rõ nha, phép tính nào có kết quả lớn nhất. Chúng ta phải ghi phép tính, tức là phép tính thứ hai đúng không? Phép tính gì? 27162 chia cho 3 có kết quả lớn nhất. Đấy, chúng ta không cần ghi cái kết quả này ra, mà chúng ta trả lời có kết quả là lớn nhất. Ok, câu B này, phép tính nào có kết quả bé nhất? Đây, mình vừa so đây, anh thứ 3 đúng không? Chính là phép tính này. Đấy, phép tính thứ 3 ghi vào. Phép tính, ghi cái phép tính này vào. Ba, sáu, mấy, một, tám, không, chia cho bốn, lại là có kết quả gì? À, bé nhất. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành chưa nào? Xong nhá. Rồi, sang bài 4. Bài 4 người ta cho cái gì đây? Có 12.000 bút sáp màu. Này, bút sáp màu này các em rất quen thuộc rồi đúng không? Người ta đóng hết số bút sáp màu đó vào các hộp. Mỗi hộp 6 bút sáp. Hỏi đóng được tất cả bao nhiêu hộp bút sáp màu? Như vậy các em nhẩm này, 12.000 mà chia cho 6, vậy thì đây sẽ là gì? Một phép chia hết, đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có này, phép tính ở đây là gì? 12.000 này là số bút sáp màu chúng ta có. Mỗi một hộp là có 6 sáp thôi, tức là chúng ta sẽ chia cho số sáp trong một hộp thì sẽ ra số hộp, đúng không nào? Có phép tính rồi, dựa câu hỏi để viết lời giải. Hỏi đóng được tất cả bao nhiêu hộp bút sáp màu? Mình sẽ trả lời số hộp bút sáp màu. Sao nhỉ? À, đóng được tất gì? Tất cả là, được không? Được không? Đó, như vậy sẽ bao nhiêu? 12.000 chia 6, 12 chia 6 thì bằng 2. 2 gì? 2.000. Đơn vị là hộp. Và khi ghi đáp số thì chúng mình ghi rõ hộp gì, đúng không? Đáp số 2.000 hộp bút sáp màu. Ok chưa? Đấy, xong nhá. Rồi, như vậy thì bài số 71 chúng ta đã hoàn thành nó. Đừng quên là chia sẻ kênh và video đến cho các bạn. Hẹn gặp lại các em ở trong bài số 72 nhé.